Xin chào tất cả các anh chị và các bạn, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Thì hôm nay thì Sống Khỏe Mỗi Ngày sẽ review cho mọi người cái sản phẩm, đó chính là tăng cân Tamino, là một cái dòng tăng cân mà nó gọi là sản phẩm truyền thống và nó có công dụng rất là hiệu quả trong cái việc mà giúp chúng ta ăn ngon ngủ ngon, bổ sung những cái dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể của chúng ta và kích thích cái hệ tiêu hóa, tăng cường sức khỏe đấy, giảm căng thẳng, giúp ăn ngon ngủ ngon và tăng cân một cách rất là tự nhiên. Và cái sản phẩm này nó có cái đặc điểm, đó chính là cái thành phần whey protein này, nó nhập khẩu từ Mỹ. Đấy, whey protein là một loại protein rất là tốt mọi người nhé. Đấy, thì hôm nay thì Sống Khỏe Mỗi Ngày sẽ review cho mọi người và nói rõ hơn cho mọi người về cái công dụng của cái sản phẩm này. Đấy, và hướng dẫn cho mọi người cái cách thức để chúng ta mua được hàng chính hãng, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng nhé. Và để có thể tư vấn kỹ hơn về sản phẩm này thì mọi người cứ lưu sẵn lại cái số điện thoại, đó chính là số 0899 929 233, để khi mà chúng ta cần tư vấn kỹ hơn ấy thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp nhé. Thì đây chính là cái sản phẩm tăng cân Tamino đang rất là hot trên thị trường. Thì cái tăng cân Tamino này nó là một cái dòng sản phẩm mà nó sẽ giúp cải thiện hệ tiêu hóa, đấy, làm dày các cái lông mao ở thành ruột non, từ đó giúp ruột tăng hấp thu các cái chất dinh dưỡng để giúp chúng ta tăng cân một cách tự nhiên. Ngoài ra thì nó sẽ còn giúp là thanh lọc cơ thể, loại bỏ độc tố, xin lỗi mọi người, bồi bổ khí huyết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cái cơ thể của chúng ta hấp thu dưỡng chất, hỗ trợ làm mát gan, giảm nóng trong, đấy, làm mát cơ địa, nâng cao thể chất của chúng ta, và nó sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch để hạn chế những cái nguy cơ liên quan đến bị ốm vặt khiến chúng ta bị sụt cân, và kích thích người dùng ăn ngon miệng hơn, có giấc ngủ ngon, tăng cái cảm giác thèm ăn để ăn được nhiều, đồng thời thúc đẩy quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh chóng. Đấy, đó chính là cái công dụng cơ bản của cái Tamino này. Thì mọi người nhìn vào cái vẻ bề ngoài của sản phẩm thì chúng ta có thể thấy là cái sản phẩm này nó được thiết kế rất là đẹp, đúng không? Một cái màu xanh thể hiện là rất là tốt, một cái cuộc sống xanh sạch khỏe. Đấy, và ở trên đầu hộp thì nó có cái tem của Medistar, là cái công ty mà sản xuất ra cái sản phẩm này này. Đó, sản xuất tại Medistar này, mọi người thấy không? Đấy, và cái chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm đó chính là Sanora. Thì để tìm hiểu về một cái sản phẩm, biết nó có công dụng tốt hay không ấy, thì chúng ta hãy nhìn vào cái bảng thành phần. Và cái bảng thành phần này họ phải đăng ký với Cục An toàn Thực phẩm trực thuộc Bộ Y tế và sản xuất theo đúng cái thành bảng hàm lượng này. Cho nên nhìn vào thì chúng ta sẽ thấy này, cái hàm lượng mà protein nhập khẩu Mỹ, đó là whey protein, nó lên đến 800 mg. Whey protein nó là một cái hàm thành phần mà người ta gọi là premium protein, tức là một loại protein rất là cao cấp đấy. Và ngoài số những cái thành phần như là soy protein này, lysine này, nó chiết xuất lạc tiên, tâm sen, cao nhân trần, 100% từ thiên nhiên, hoàn toàn không có tác dụng phụ mọi người nhé. Và nó sẽ giúp cho chúng ta, đó là cung cấp các cái enzyme và các cái dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể, hỗ trợ kích thích tiêu hóa, tăng cường sức khỏe và giảm căng thẳng, giúp chúng ta ăn ngon ngủ ngon rất là tốt. Và đối tượng sử dụng đó chính là trẻ em, thanh thiếu niên ăn uống kém, cơ thể còi cọc chậm lớn, những cái người mà bị suy nhược cơ thể, ăn uống kém, thể trạng gầy yếu và đang trong cái thời kỳ dưỡng bệnh ấy, dùng rất là tốt. Thì cái lọ như thế này nó sẽ có 30 viên nhá. Thì chúng ta sẽ uống là sau ăn 30 phút đến 1 giờ, mà nó sẽ phụ thuộc vào độ tuổi nữa. Ví dụ người lớn thì chúng ta sẽ uống là một lần một ngày, 2 viên một ngày. Đấy, từ 2 tuổi trở lên đã dùng được rồi mọi người nhá. Thì một cái liệu trình thì nó sẽ dao động từ 1 đến 3 tháng tùy vào cái khả năng hấp thu cũng như là cái cân nặng của chúng ta. Nhưng mà tốt nhất thì chúng ta nên dùng tối thiểu là 1 tháng mọi người nhá. 1 tháng tức là 2 hộp đối với người lớn. Được chưa ạ? Thì đó chính là cái công dụng và cái thông tin cơ bản về cái tăng cân Tamino này. Thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người để khi mọi người mua hàng á thì mọi người tránh phải mua hàng giả luôn nhá. Đấy, thì cái hàng chính hãng của công ty thì mọi người nhìn đi, nó rất là đẹp đúng không? Nhìn nó rất đẹp, thực sự mình rất là thích cái thiết kế của Tamino, họ thiết kế rất là đẹp, nhìn nó rất là sang trọng và nó rất là chắc chắn, nó tạo cái sự tin tưởng và uy tín cho khách hàng rất là cao. Thì cái hàng chính hãng cái Tamino ấy, chữ nó sẽ in nổi lên. Mọi người sờ vào nó sẽ nổi dần lên. Cái thứ hai nữa là cái tem của nó là tem Medistar. Medistar thì cái tem chống giả nó phải y như thế này mọi người nhá. Đó, mọi người nhìn thấy nó rất là sắc nét không? Và mặt đáy của sản phẩm cũng có tem của Medistar luôn. Đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba nữa là ở đây nó có mã vạch này. Mọi người thấy không? Mã vạch này. Thì chúng ta hãy download phần mềm iCheck về để chúng ta quét nhá. Đây. Đây chính là phần mềm iCheck. Đó. iCheck đây. Chúng ta nhấp vào nhá. Đưa vào chúng ta quét. Đấy, thì nó sẽ hiện ra là sản phẩm đã được kiểm chứng và xác thực thông tin từ nhà sản xuất và đơn vị sở hữu với iCheck. Như vậy là đã đảm bảo là hàng chính hãng thì chúng ta sử dụng nhé. Đấy, thì đó là cái cách kiểm tra hàng chính hãng rất đơn giản đúng không? 3 điểm thôi. Điểm thứ nhất là sản phẩm nó phải còn nguyên tem nguyên kiện và nó phải được bao màng co rất là sắc nét và bóng bẩy như thế này. Đó. Thứ hai nữa là cái tem Medistar thì nó phải dán đầu, dán đuôi. Được chưa ạ? Và đặc biệt là nó phải sắc nét như thế này luôn. Đó. Thứ ba nữa là chúng ta quét mã vạch. Đấy, thì đó chính là
ba cái điểm mà nhận biết thật giả. Thì cái tăng cân Tamino này ấy, thì nó là một cái dòng sản phẩm mà gọi là truyền thống và đã được rất là nhiều khách hàng sử dụng rồi, nên chúng ta yên tâm về chất lượng và sản phẩm này đã được Bộ Y tế cấp phép rồi, nên chúng ta yên tâm nhé. Và đối tượng sử dụng cái Tamino này đó chính là những cái người gầy do ăn uống kém, ngủ kém, những cái người gầy do hấp thu thức ăn kém, ăn nhiều mà không tăng cân. Đấy, những cái người mới ốm dậy muốn tăng cân lấy lại sức, sản phẩm dành cho những ai đã từng dùng nhiều cách mà vẫn không thể tăng cân hiệu quả. Đấy, những cái người chán ăn, mất ngủ, cơ thể mệt mỏi, suy nhược thần kinh dùng rất là tốt mọi người ạ. Đấy, và lưu ý đó là sản phẩm phụ nữ đang mang thai hoặc đang cho con bú thì nên tham khảo ý kiến của bác sĩ nhé. Và chúng ta sẽ không sử dụng sản phẩm cho những cái người mà mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm, và sản phẩm nó không phải là thuốc và nó không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chúng ta lưu ý một số điểm như thế nhé. Đấy, đó là sản phẩm hỗ trợ rất là tốt cho chúng ta. Rồi, thì hôm nay thì Sống Khỏe Mỗi Ngày đã review lại một lần nữa cho mọi người nắm vững về cái sản phẩm này rồi. Còn nếu các anh chị và các bạn còn bất kỳ thắc mắc nào về cái sản phẩm này nữa thì chúng ta cứ liên hệ trực tiếp cho mình theo số đó chính là số 0899 929 233 để được mình tư vấn kỹ hơn nhé. Rồi, xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo của Sống Khỏe Mỗi Ngày nhé. Xin chào mọi người.